Và cùng chào đón Quốc Vương quay trở lại sân khấu và một tràng vỗ tay thật lớn của quý vị nha. Lôi lôi lôi! Nguyễn Viết Xuân ơi! Nếu như năm ngoái Quốc Vương về đây lần đầu tiên tại Nguyễn Viết Xuân, có thể là mọi người quẩy rất là sung cùng Quốc Vương rồi. Quốc Vương mong rằng là tiết mục này sẽ quẩy hơn, sung hơn năm ngoái được không ạ? Có thể sung hơn không ạ? Ok, bây giờ chúng ta làm lại nhá. Are you ready? Are you ready? Ok, và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với một ca khúc vô cùng nổi tiếng của nhạc sĩ Thịnh Suy. Ca khúc được mang tên Một Đêm Say. Ai thuộc vào hai cùng Vượng nhá? Có thể cho cô Vượng thấy những đẹp lát như vừa nãy được không ạ? Come on! Sẵn sàng chưa nào? 1, 2, 3. Khi đôi môi em còn đỏ, em muốn nói em yêu anh. Khi những em có trong hơi thở, lại gần hôn anh. Khi con tim không còn trên đảo, khi ngày mai em hay hay, em nói em say tiếng đàn. Về lại gần hôn anh. Anh gần hôn anh, hát to lên nào. Anh sẽ để em mà chơi. Lại gần hôn anh, hay em để em trôi vơi. Giờ còn đôi ta, kia là núi đây là nhà. Giờ còn đôi ta, em có muốn đi thật xa?
Anh em bảo các bạn rồi là chuẩn bị dây chưa? Rồi anh sẽ bắt Quốc Vượng ở lại đây. Thưa các bạn, các bạn có muốn là em năm nào Quốc Vượng cũng về với chúng ta không ạ? Vâng, và cảm ơn tất cả các bạn, những tiếng la ó của các bạn đã thể hiện cho điều đó. Cảm ơn Quốc Vượng, và em có muốn lời một lời nói gì trước khi gửi lời chào tạm biệt và sẽ hẹn gặp lại các bạn ở live app tiếp theo không? Thực sự là mỗi khi mà nhận lời mời được về với Nguyễn Xuân, cảm xúc vẫn luôn là hào hứng và yêu mọi người rất là nhiều. Và Quốc Vượng mong rằng là năm sau hoặc nhiều năm nữa, Quốc Vượng sẽ luôn được đồng hành với chương trình live app và sẽ được tất cả mọi người hưởng ứng và support Quốc Vượng như thế này à. Thank you so much. Một tràng vỗ tay thật lớn để cảm ơn Quốc Vượng rất nhiều. Hẹn gặp lại em trong những chương trình lần sau. Vâng, thưa tập thể quý vị.